Cơ sở Rán Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan Liên Hợp Quốc nhé. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật về một số loại lan mới mà cũng có cả những loại lan nó quý hiếm nữa, nên là buổi sáng sớm hôm nay thì đang hửng nắng lên, em cũng có cái clip giới thiệu chia sẻ cho mọi người những loại lan ngày hôm nay em có luôn. Đấy, trước khi giới thiệu những mặt hàng lan thì cơ sở chúng em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đấy, hình thức bán hàng của em thì em sẽ tiếp nhận đơn hàng của các bạn trực tiếp qua số điện thoại của chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Các bạn vui lòng nhắn tin trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng em để đặt hàng. Chứ còn các bạn đặt hàng mà nhắn tin ở trong Zalo hoặc là Facebook hoặc là trong các bình luận thì chúng em không nhận đơn hàng đâu nhé. Đấy. Và đó, hình thức gửi hàng của em thì em sẽ gửi hàng COD qua bên bưu điện cho các bạn và các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu tá, họ phát hàng tận tay cho các bạn đấy ạ. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ mọi người luôn. Hôm nay như các bạn đang thấy đây thì em có một combo hàng lan giống nhé các bạn nhé. Combo hàng giống gồm có 11 loại lan với mức giá là 450.000 nhé các bạn. Đấy, 450.000 ạ. Thì em giới thiệu chi tiết luôn cái combo này gồm những loại lan gì. Đấy. Ở đây là sóc tím, sóc Lào nhé các bạn nhé. Sóc tím này là của rừng Lào nhé các bạn. Đấy, sóc tím rừng Lào này thì tuy rằng thì lá của nó tất nhiên là các loại lan thì chúng ta mang về chúng ta ngâm vào B1 tầm độ khoảng 2 phút nhé các bạn nhé. Dung dịch B1 chúng ta pha với nước, pha loãng thôi ạ. Rồi chúng ta ngâm vào nước độ khoảng 3 ngâm vào dung dịch đó khoảng 30 phút rồi chúng ta vớt lên là để ráo ráo nước là chúng ta bắt đầu tiến hành ghép được ạ. Đấy. Hoặc là các bạn có thể treo ngược cây để phun đến khi nào cây xuất hiện những cái đầu rễ thì chúng ta có thể tiến hành ghép lúc đấy cũng được. Đấy. Về việc ghép lan này chúng ta cũng không cần phải vội vàng lắm. Đó. Thì như ở đây là sóc tím rừng Lào nhé các bạn. Một phần sóc tím rừng Lào này. Còn đây là phần giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc tuy rằng cây giống cây nhỏ nhưng mà nó là những cây lá xếp rất là đẹp nhé các bạn nhé. Thì sau này chúng ta lên được những cái giò lan giáng hương tam bảo sắc là cực kỳ đẹp luôn. Giáng hương tam bảo sắc bây giờ đang là mùa hoa nên là cũng là mùa ghép là thuận lợi nhất trong năm đó. Và còn đây là cái phần ngọc thạch bắc nhé các bạn, ngọc thạch bắc đấy, cũng như em đã nói là cái hàng phần combo, cái phần lan combo này nó toàn là hàng giống nhé các bạn nhé, toàn là hàng giống cây nhỏ. Cái ngọc thạch bắc này đây đây thì bây giờ đang lên những mầm gốc khá là dài như này rồi và những thân như này nó cũng có thể cho hoa được nhé các bạn nhé, như những thân này chưa xuất hiện nụ đâu ạ. Đó. Những thân này vẫn chưa chưa thấy có xuất hiện nụ nhé các bạn nhé. Chỉ lác đác một số thân là đang xuất hiện nụ như này nhé. Các bạn, đây. Như thân này đây đang có nụ này. Đó. Ngọc Thạch Bắc thì bây giờ đang bắt đầu đi vào mùa nụ các bạn ạ. Còn đây là phần Long Tu Xuân. Đấy, phần Long Tu Xuân về chúng ta mỗi phần đều mang về để chúng ta ghép được một giỏ nó vừa vừa để chăm sóc để sang năm chúng ta chơi một giỏ nó sẽ to hơn nhé các bạn nhé. Đấy. Các loại lan bây giờ đều lên mầm gốc này. Còn đây là lan Hoàng Lạp. Đó, đây lan Hoàng Lạp nhé các bạn. Lan Hoàng Lạp thì nó cũng gần giống như lan Sơn Thủy Tiên vậy. Nhưng mà lan Hoàng Lạp thì thân nó sẽ héo gầy hơn nhé. Và lan Hoàng Lạp nó nở hoa sớm hơn là cái Sơn Thủy Tiên. Đó. Và còn đây là một phần lan Hoàng Thảo Đùi Gà Dẹt nhé. Hoàng Thảo Đùi Gà Dẹt đấy ạ. Hoàng Thảo Đùi Gà Dẹt thì bây giờ tình trạng cây bắt đầu đang lên những mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Đó. Và còn đây là một phần lan Điện Biên Đông hay còn gọi là hương rừng đấy ạ. Loại hoa này cho màu vàng rực và cho mùi hương cũng rất là thơm ạ. Đó. Và còn đây là phần lan lan kiểu vàng nhé các bạn. Lan kiểu vàng thì đấy. Đó, phần lan kiểu vàng rất là nhiều thân ạ. Đấy. Và còn đây là hạc vị Bắc nhé các bạn. Hạc vị Bắc thì bây giờ những cái mầm đang khá là dài đây, có những mầm là nó dài độ khoảng 20 cm rồi. Đó. Về chúng ta là cứ như các loại lan này, ví dụ như mầm đã dài độ khoảng 10 đến 20 phân này thì chúng ta bắt đầu tiến hành phun B1 đều nhé, là mỗi tuần một lần và
phun thêm phân bón lá N3M hoặc là đầu trâu ấy các bạn ạ. Đấy, chúng ta nên đặt thêm những cái chế phẩm đấy để chúng ta phun để dưỡng cây cho cây phát triển nhanh hơn. Đấy, giò lan của chúng ta sẽ mau đẹp hơn. Đó. Còn đây là kim điệp xuân nhé các bạn. Kim điệp xuân thì bây giờ đang lên mầm gốc này. Đấy, kim điệp xuân này về nó chỉ cần dài thêm độ khoảng một lá thôi, thêm tầm khoảng 5 cm đi là chúng ta cũng có thể tiến hành phun B1 được rồi. Đấy. Đó, kim điệp xuân. Và tiếp theo đây đây là phần lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột này chúng ta trồng chậu bằng vỏ thông hoặc là vỏ cây vũ sữa hoặc vỏ cây nhãn, đập dập ra chúng ta trồng cho nó đứng ngọn lên nhá, rất là đẹp luôn ạ. Chúng ta trồng cao hơn mặt chậu một chút thì nhìn những bộ rễ nó đâm xuống rất là to khỏe và nhìn rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đấy, combo này là gồm có 11 loại lan nhé các bạn nhé. Có giá là 450.000 1 kg ạ. À, 400 cái combo này. Đó. Chứ không phải 1 kg đâu, nên đấy em nói nhầm đấy ạ. Thì 450.000 cái phần combo này nhé. Mỗi loại nó sẽ có độ khoảng 2 3 lạng đấy, đủ để chúng ta trồng một giỏ. Và tiếp theo đây là những cái hàng lan mà em có để chia sẻ với mọi người là theo kg hoặc theo cây. Đó. Thì như ở đây các bạn đang thấy em có xếp ra đây là một loạt loại cây giáng hương tam bảo sắc, loại hoa đột biến nhé. Đây là được loại hoa ở đột biến, cũng là hoa của rừng nhé, cây của rừng, nó là giáng hương tam bảo sắc rừng rừng nhưng mà cho hoa đột biến. Rồi bên Thái Lan họ nuôi cấy mô và nhân giống ra được với cái mức giá nó rẻ hơn là cái hàng rừng, chỉ có giá là 300.000 một cây nhé các bạn nhé. Mỗi một cây được trồng vào trong một chậu như này rất là đẹp luôn ạ. Đó, mỗi một cây tam bảo sắc này được trồng vào chậu như này rất là đẹp luôn ạ. Đấy, 300.000 một cây nhé. Và tiếp theo đây là mặt hàng kg này. Đây là hoàng thảo hương rừng, đây hoàng thảo điện biên đông đấy ạ. Thì có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hoàng thảo điện biên đông ạ. Thì hoàng thảo điện biên đông nó sẽ nở hoa chừng ở tháng 2 nhé các bạn. Chừng ở tháng 2 mùa xuân đấy ạ. Thì hoàng thảo điện biên đông thì bây giờ cũng đang lên những mầm gốc rất là nhiều rồi ạ. Đó. Như những khóm như này đây, mầm gốc đang lên chi chít này. Đó. Đấy, 220.000. Và đây mặt hàng có thể nói là đắt nhất của ngày hôm nay đây là lan kiều dẹt nhé các bạn. Lan kiều dẹt, các bạn nhìn tổng thể cái lan kiều dẹt đấy của chúng em về đây được 8 cân đây. 8 cân lan kiều dẹt cực kỳ là đẹp luôn, thân to mập mạp lắm các bạn ạ. Đấy. Em chưa bao giờ nhập được cái lô lan kiều dẹt nó như này. Đấy, như những lô trước thì cũng về được cái số lượng nó cũng ít và hàng không được đẹp như này. Đấy. Thân rất là to và dày các bạn ạ. Đấy. Các bạn nhìn thân này. Thân rất là to dày, như này sẽ rất là khỏe luôn ạ. Lan kiều dẹt thì có giá là 900.000 1 kg nhé các bạn nhé. Tuy rằng là lô này em có lấy đắt nhỉnh hơn những lô trước đây nhưng mà em vẫn bán giữ giá cho các bạn là để chia sẻ với mọi người là 900.000 1 kg nhé. Đấy. Về cái lan kiều dẹt này. Lan kiều dẹt rất là đẹp luôn ạ. Nói chung là về lô hôm nay thân rất là to dày mình. Như thế này thì trồng thì cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Và còn đây là lan thập hoa. Mẻ lan thập hoa này cũng khá là đều đẹp. Lan thập hoa thì bây giờ cũng đang ra nụ đây các bạn. Đấy, có những thân đang ra nụ như này đây các bạn. Đấy. Lan thập hoa này thì có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn. Đó. 180.000 1 kg lan thập hoa. Và còn đây là lan kim thoa. Lan kim thoa thì toàn là hàng dề thôi các bạn. Lan kim thoa toàn hàng dề thôi. Dề 5 lạng có, dề 1 cân có, dề 2 cân có nhé các bạn nhé. Nhưng mà dề 2 cân chắc lại mới hết hàng rồi. Còn dề 5 lạng 1 cân khoảng đấy nhé các bạn nhé. Lan kim thoa thì xanh mướt luôn. Đó. Lan kim thoa thì mùa này cũng đang là mùa nụ rồi các bạn ạ. Lúc dỡ hàng ra em còn thấy đâu lác đác đó là có nụ. Đây, như như thân này đang sưng mắt nụ có cỡ này thôi này. Đấy, lan kim thoa cho màu sắc rất là đẹp luôn. Đấy. Lan kim thoa thì có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Đó, 150.000 1 kg nhé. Còn đây thì như ở đây các em có treo ở đây những cái bảng lan Đai Châu. Bảng lan Đai Châu này mỗi bảng là một cây nhé các bạn. Mỗi bảng lan Đai Châu là một cây này. Đấy. Mỗi một bảng có giá là 200.000 một bảng nhé các bạn nhé.
Đó, em có treo đây này. Đó. Vừa rồi thì em có nhập về theo cái lô tam bảo sắc đấy là hai à, vào 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 100 cây, nhưng giờ nay thì chỉ còn độ khoảng 50 cây thôi các bạn ạ. Đấy. 200.000 một cây nhé các bạn. Đấy. Mỗi cây được trồng vào một bảng ạ. Và còn một loại nữa là được trồng vào chậu như này các bạn ạ. Còn một loại nữa là được trồng vào chậu như này cũng là có giá là 200.000 một cây. Cho nên là các bạn đặt hàng thì cứ thích loại ở trên bảng hoặc là loại ở trồng vào chậu thì cứ đặt hàng với chúng em theo cái sở thích của các bạn, rồi chúng em sẽ gửi lan đúng hình đúng cây cho các bạn ạ. Đấy. Loại trong chậu cũng có giá là 200.000 một cây thôi. Đấy. Và tiếp theo thì cũng được xin được giới thiệu về cái đây là lan ý ngọc, nhưng mà lan ý ngọc chắc em hết hàng rồi, tại vì lan ý ngọc thì hôm nay về được ít thôi và cái số lượng nó về ít và lượng khách hàng mà hôm qua đặt hàng ấy, thì chắc hôm nay em trả hàng cho khách thôi chứ còn chắc không bán được thêm rồi. Lan ý ngọc thì có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây là dáng hương đuôi cáo. Đó, dáng hương đuôi cáo thì cái này là hàng xô hàng xấu rồi. Cái này thì hàng xô xô hàng cây giống này thôi thì cái này thì thôi, cái này em để sỉ cho các nhà vườn thôi. Chứ còn cáo to thì em cũng hết hàng. Cáo to thì còn ít hàng thôi các bạn. Cáo to này chắc em cũng chỉ đủ để trả đơn với mọi người thôi. Tại vì ở đây thì lọc ra được ít cáo to thôi. Chứ còn những cây xấu xấu quá thì cho vào cái dòng cáo nhỏ các bạn ạ. Đấy. Như cây này đây thì cáo to rất là đẹp luôn này. Cáo thì bây giờ đang là mùa nụ. Nhưng mà các bạn đặt hàng thì em vẫn cứ để hàng chiều tối nay em lại tiếp tục nhập hàng nhé các bạn nhé. Thì mai em mới trả đơn cáo được nhé. Lan đuôi cáo loại cây to này thì có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Tình trạng cây thì bây giờ đang lên nụ này. Cây này là một cây liền mẹ con khá là đẹp nhé các bạn. Đó. Thì nó cũng vừa vừa thôi nhưng mà thuộc vào diện cây to được. Đấy. Đấy, cây to này. Đấy đang những cái nụ này. Cây nào đang có nụ hết đó các bạn. Đây. Có những nụ dài như cỡ này ở đây. Đó. 300.000 1 kg lan cáo to, loại cây to. Loại size này thì cỡ khoảng 5 hoặc 6 cây 1 kg nhé các bạn. Đấy. Và tiếp theo đây là lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột này thì đấy, như các bạn thấy đấy, những cái bộ rễ rất là đẹp luôn này. Đấy, rễ rất là đẹp luôn. Lan đuôi chuột này có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Và còn tiếp theo đây là lan trúc mành. Lan trúc mành thì hôm nay về được có một phần như này thôi. Phần lan trúc mành là 250.000 nhé các bạn. Là phần lan trúc mành này. Đấy, có một phần duy nhất thôi. Lan trúc mành thì bây giờ còn lác đác những cái nụ này là chưa nở này. Như ở đây em có thấy mỗi bông là đang đang nở ở đây. Đó. Về lan trúc mành thì hoa cực kỳ là sặc sỡ luôn. Gồm có 3 màu này. Màu tím, màu trắng và màu vàng đây. Màu tím của nó rất là đậm và sáng màu. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và còn đây là lan hạc vĩ bắc đây các bạn. Hạc vĩ bắc thì bây giờ đang lên mầm như này đây các bạn. Đó. Đấy. Cái này về chúng ta là bắt đầu tiến hành ghép lên và phun B1 luôn nhá các bạn nhá. Về cái lan hạc vĩ bắc này nhá. Rồi chúng ta cứ phun đều mỗi tuần một lần nhá, cứ 7 ngày một lần chúng ta phun. Hạc vĩ bắc có giá là 280.000 nhá các bạn. 280.000 hạc vĩ bắc nhá. Và còn tiếp theo đây là hoàng thảo xoắn này. Đấy, hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì bây giờ vẫn còn lác đác có những thân mà vẫn còn đang nở hoa như này các bạn ạ. Bây giờ đang là cuối mùa nở hoa rồi nhé các bạn nhé. Và chuẩn bị lên những mầm gốc rồi các bạn ạ. Đấy, hoàng thảo xoắn cho cánh màu tím. Tím là kiểu như tím cà rất đẹp đúng không ạ? Và cánh rất là to. Nó có thêm phần hơi xoắn xoắn. Đấy. Rất thơm luôn các bạn ạ. Chỉ có hai bông ở đây thôi mà rất thơm ạ. Hoàng thảo xoắn ạ. Đấy. Rất thơm luôn. Đấy. Cánh rất là bóng nhá, bóng như nhựa luôn. Về những cái loại mà cánh nhựa như này thì hoa nở sẽ rất là lâu tàn, nó sẽ rơi vào độ khoảng gần 20 ngày thì nó mới tàn hoa cơ. Đấy. Hoàng thảo xoắn hàng rất đều nhé các bạn nhé. Đó. Hoàng thảo xoắn có giá là 250.000, à em xin lỗi, là 300.000 1 kg nhé, hoàng thảo xoắn ạ. Đấy, hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 nhé. Và còn tiếp theo đây là dáng hương cẩm báo. Dáng hương cẩm báo này em nhập rừng Tây Bắc nhé các bạn. Dáng hương cẩm báo bây giờ đang là mùa nụ như này đấy các bạn ạ.
nhưng mà có lác đác một vài nụ là nó đã bị gãy, và có những cây là bây giờ mới đang nhú nụ như này thôi các bạn. Giáng hương cẩm báo thì cho hoa rất là thơm luôn. Hoa giáng hương cẩm báo thơm như là mùi mật ong các bạn ạ, rất là thơm ạ. Chỉ cần một nhánh hoa lan cẩm báo mà nở vườn thôi là chúng ta cứ kiểu thoang thoảng là được ngửi cái mùi mật ong ở gần quanh ta, rất là thơm ạ. Cái lan cẩm báo này, lan cẩm báo có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn. Có giá là 300.000 1 kg ạ. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì chắc chúng em hết hàng rồi. Đấy. Nhất điểm hoàng có giá là 120.000 1 kg thôi. Đó. Còn đây một phần nan vảy rồng nó rời rời này. Đấy. Một phần nan vảy rồng nó rời rời như này thì em chia sẻ với mọi người là 120.000 nữa này. Đó. Lan vảy rồng nhá các bạn nhá. 120.000 cái lan phần lan vảy rồng này. Đó. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân có giá là 130.000 1 kg ạ. Đó. Kim điệp xuân đấy ạ. Về chúng ta chăm sóc để sang năm chúng ta chơi hoa vào tháng giêng nhé các bạn nhé, kim điệp xuân nhé. Còn đây là ngọc thạch rừng Lào đây, ngọc thạch rừng Lào thì nó mới hết mùa hoa đây rồi. Đấy, ngọc thạch rừng Lào có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn, 180.000 1 kg ngọc thạch rừng Lào ạ. Và còn đây là ngọc thạch Bắc. Về cái ngọc thạch Bắc này thì bây giờ đang là mùa nụ nhé các bạn nhé, có những thân này là vẫn còn chưa ra nụ này. Đấy đấy, hàng em thì về hàng rừng thì chúng em sẽ bán xô cả to lớn nhỏ nhé các bạn nhé. Như thân này đây đang nở hoa rất chi chít luôn này. Đó. Mắt nào cũng đang có hoa hết ạ. Đây. Như thân như này đây cũng đang hoa hết này. Đây này. Đó. Đấy. Thân nào cũng đang đang nụ nhé các bạn nhé. Như những thân như này đây cũng đang nụ đây. Bây giờ đang bắt đầu đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Nên là chúng ta nên mua sớm để tránh tình trạng lúc vận chuyển mà gãy hết mầm hoa nhé các bạn. Đó. Với ngọc thạch Bắc này. Ngọc thạch Bắc thì có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Ngọc thạch Bắc em nhắc lại giá là 220.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì có cả loại ngắn và loại dài nhé các bạn nhé, lẫn lộn nhau nhé, hàng rừng thì nó có là lẫn lộn nhau ngắn dài. Đấy. Ngắn dài lẫn lộn nhau ạ. Có giá là 280.000 1 kg nhé, long tu xuân ạ. Long tu xuân thì mấy bữa nay thì cả năm nay luôn hàng về rất là ít hàng, không có nhiều. Đó. Và còn đây là lan hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc còn một rề và một phần nhỏ này thôi. Đấy. Đấy cái rề lan hoàng phi hạc này thì tôi thì em bán riêng một rề hoàng phi hạc này là 180.000 này, đó, về cái rề này. Đấy, em bán với cái giá rất là rẻ cho mọi người thôi. Là 180.000 rề lan hoàng phi hạc. Và còn đây là một còn cái phần hàng rời rời lẻ lẻ này là 120.000 nhé các bạn nhé, lan hoàng phi hạc nhé. Và còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì đây hàng đẹp thì có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Đùi gà tròn hàng đẹp đấy ạ. Đấy. Anh khóm mà có nhiều thân tơ nhé các bạn nhé. Còn cái loại này thì nó rời rời lẻ lẻ hơn thì là có giá là 180.000 thôi các bạn ạ. Đó, chắc có độ khoảng 2 kg. Loại giá là 180.000. Đó. Và còn tiếp theo đây, một loại lan mà cũng đang được các bạn săn đón rất là chạy đấy ạ. Thì nó là kiều tím nhé các bạn nhé. Kiều tím thì bây giờ đang ra nụ như này đây các bạn. Nụ thì đang chi chít nụ luôn. Có những thân là đang sưng mắt nụ như này nhé các bạn. Đó. Như thân này vẫn còn đang sưng mắt nụ này. Thân này đang sưng hai mắt luôn. Đó. Thân này đây. Đấy. Bây giờ đang là mùa nụ của lan kiều tím nhé các bạn. Kiều tím thì con nó sẽ có bản lá nó dày hơn cái kiều vàng đó. Đây nụ này, nụ chít chít luôn các bạn ạ. Bây giờ em quay đâu cũng có nụ luôn. Về cái lan kiều tím này đấy, kể cả đây, đây đây đang sưng hai mắt nụ luôn này. Đấy, chít chít là toàn nụ nụ thôi đấy, bới đâu cũng có nụ hết ạ. Lan kiều tím thì có giá là 350.000 1 kg nhé các bạn, 350.000 1 kg. Hôm nay em về được độ khoảng 25 kg, chắc sẽ đủ chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay đó. 350.000 1 kg ạ. Và còn ở tiếp bên dưới này đây thì em còn có lan sơn thủy tiên nhé các bạn. Sơn thủy tiên thì có giá là 200.000 1 kg đấy. Đấy, sơn thủy tiên này. Đấy các bạn thích lấy thân ngắn thì
Lúc đặt hàng thì dặn chúng em lấy thân ngắn, hoặc là lấy thân dài thì dặn chúng em là lấy thân dài nhé các bạn nhé. Đấy, lan sơn thủy tiên ạ, 200.000 một kg ạ. Và về sau cái kiểu tím, úi giời, bông này to quá, bông này chuẩn bị nở này, úi giời, nụ này cực kỳ to luôn. Về cái kiểu tím, và còn đây là kiểu vàng. Đây kiểu vàng của chúng em đây thì là hàng tuyển đẹp nhé các bạn nhé, thân to và bây giờ đang nụ chi chít luôn. Đấy kiểu vàng này đấy, quay đầu cũng có nụ luôn, như thân này còn chưa chưa sưng nụ này đó. Đấy về kiểu vàng này, kiểu vàng này có giá là 250.000 một kg đấy ạ. Kiểu vàng thì em có hai loại cơ, loại hàng tuyển đẹp này, thân to mập mạp thì có giá là 250.000 một kg. Và đây là hàng rừng Tây Bắc thì nhìn nó khá là sơ sát các bạn ạ, thì có giá là 180.000 một kg thôi. Về cái lan kiểu vàng này đấy, có hai loại giá nhé các bạn nhá, nên là các bạn đặt hàng thì nhớ dặn chúng em đặt đúng loại hàng loại giá nhé các bạn nhá. Đó đấy, và còn tiếp theo đây có lan đuôi chồn, đây là chồn Bắc nhé các bạn. Chồn Bắc này có giá là 300.000 một kg đấy. Chồn Bắc thì cây to khỏe đẹp hơn cái lan chồn Lào rất là nhiều, và chồn Bắc thì bây giờ đang là mùa nụ nhé các bạn nhé. Như đây là những cái nụ đây, nhưng mà nụ này là bị gãy này đấy, còn như những cây như này đây vẫn còn giữ được nụ đây đấy. Về cái lan đuôi chồn Bắc này thì nó cho nụ rất là sai nụ luôn đấy, như cây này cũng đang nụ này và bản lã nó to hơn cái chồn Lào đấy. 300.000 một kg lan đuôi chồn nhé. Đó, và còn đây là lan kiểu vuông kiểu mỡ gà đấy, nhưng mà dòng này thì em hết hàng rồi các bạn ạ. Có hôm qua là các bạn đặt hàng em vẫn còn nợ đơn, mà hôm nay về được có ít như này chắc vẫn chưa đủ để trả đơn đây. Đó, cái lan kiểu mỡ gà này có giá là 250.000 một kg thôi. Đó, và tiếp theo đây về được ít sóc tím rừng Lào. Sóc Lào này có giá là 180.000 một kg đấy, sóc Lào này đó. Và đây có một loại lan này nữa cũng có giá là 180.000 một kg, là lan kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì còn độ khoảng hơn cân thôi. Đó, kim điệp thơm này với cái giá hàng giống với cây nhỏ đó, còn cây to đẹp thì nó có giá là 250 300 cơ các bạn ạ. Đấy, về cái mẻ sóc tím này cũng rất là đều đẹp đây, sóc rừng Lào đây đó, rất là đều đẹp luôn. Và còn tiếp theo đây là lan đùi gà dẹt. Lan đùi gà dẹt bây giờ đang lên mầm gốc như này đây các bạn. Bây giờ đang lên mầm gốc chi chít như này đấy các bạn. Hàng giống đây. Đấy, có giá là 150.000 một kg thôi. Đấy, lan đùi gà dẹt nhé các bạn nhé, cho hoa tím đậm rất là đẹp luôn ạ. Và còn tiếp theo đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp cây to đẹp, rất đều đẹp luôn ạ. Có giá 150.000 một kg nhé các bạn nhé, lan hoàng lạp. Và còn tiếp theo đây là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. 250.000 một kg giáng hương tam bảo sắc nhận. Đó, giáng hương tam bảo sắc thì bây giờ còn lác đác, có những cây mà còn nụ khá nhỏ như này, và có những cây thì nụ nó dài quá thì nó cũng hỏng nụ. Nhưng mà cái mùa hoa năm nay thì chúng ta không nên chơi, tại vì sẽ làm gây yếu cây, cây sẽ phát triển chậm nhé các bạn nhé. Đó, giáng hương tam bảo sắc ạ. Và còn đây là lan kiếm đỏ nhé các bạn. Đây lan kiếm đỏ rừng Cao Bằng đấy ạ. Thì mỗi bó này là 70.000 một bó nhé các bạn. Mỗi một bó này chúng ta lấy về chúng ta trồng được một giò rất là đẹp luôn ạ. 70.000 một bó. Đó, đó vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ với mọi người. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của chúng em là 0984 754 102. Và một số phụ nữa là 0967 615 815 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Trung Quốc nhé. Đó.